các bạn, và chào các bạn quay trở lại một cái video mới nhất nữa tại channel Hello Atlanta nghe. Nhưng mà ở đây là không phải ở Atlanta nữa, thì các bạn biết là mình đang ở tại thành phố Houston thuộc cái bang Texas. Thì ngày hôm nay thì mình đang ở cái khu vực đường Bel Air Boulevard các bạn. Thì khu vực này người Việt rất là đông. Thì đây có một cái tiệm bán bún chả cá Đà Nẵng rất là nổi tiếng, của chính gốc Đà Nẵng luôn. Ok, thì theo như anh Bỗng mà giới thiệu thì cái chỗ quán bún chả cá này rất là ngon các bạn. Thì các bạn thấy đây, bún chả cá Đà Nẵng, chính gốc Đà Nẵng luôn. Thì các bạn thấy phía dưới là đề chả cá 100%, không pha bột, không hàn the. Tại vì anh Bỗng tới đây ăn nhiều lần rồi cho nên giới thiệu cũng như làm tour guide để cho gia đình mình tới ăn luôn. Thì ngày hôm nay sẵn tới mình quay video cho các bạn xem là cái món bún chả cá Đà Nẵng ở đây như thế nào. Mình sẽ ăn thử cho các bạn biết nha. Thì đây là cái menu của cái quán này, rất là đẹp. Cái menu nó chỉ có vài trang thôi các bạn, nhưng mà nó nhìn rất là dễ nhìn. Các bạn nhìn giờ là các bạn thấy những cái món rất là rõ dưới đây. Ở đây mình có cho các bạn xem nha, đây là nước giải khát ở đây nè. Đó, các loại nước mát lá dứa ở đây là $4, nước chanh dâu, các loại nước giải khát nằm bên này. Ở đây nó có những món khai vị chẳng hạn như chả cá trứng cút, rồi chả cá chiên mỏng dày, hay là chả giò ống trúc. Chả giò ống trúc này nghe hơi lạ. Thì cái phần này là $5. Thì những cái món khai vị ở đây là tầm $5, $5.50, $6.50. Thì các bạn sẽ có những món khai vị. Ở bên đây đặc biệt mình có mấy cái món chính ở đây như là bánh bột, bánh bột lọc trần, là bánh bèo, bánh mì chả cá. Đặc biệt ở đây là các bạn có thể nào thử cái món bánh mì bột lọc ở đây là $6.75. Ok, còn bên đây thì các bạn sẽ thấy bún chả cá nước. Yeah, bún chả cá nước thì các bạn thấy bún chả cá nước ở đây rất là ngon nha. Nhìn cũng hình các bạn thấy rồi. Thì size nhỏ thì $8.50, còn size lớn thì $9.50. Ở đây mình có bún chả cá khô nữa nè. Bên đây thì mình có mì quảng chả cá, mì quảng tôm thịt. Thì cái menu này cũng không có nhiều trang lắm, nhưng mà các bạn nhìn vào các bạn sẽ biết là những cái món nó rất là rõ và hình ảnh rất là đẹp. Ở đây có bánh canh chả cá nè các bạn. Đấy, rồi cơm gà xói mỡ. Ở đây cũng có cơm gà xói mỡ và bún bò Đà Nẵng, bánh xèo. Thì như mình nói thì đây là quán bún chả cá Đà Nẵng, cho nên thì các bạn sẽ thấy thì những cái món mà thuộc về Đà Nẵng thì nó sẽ đậm chất Đà Nẵng, là chính gốc Đà Nẵng luôn. Ok các bạn, đây mình cho các bạn coi cái bánh mì bột lọc. Đây, cái ổ bánh mì rất là to. Ok, thì trong đây có bột lọc đúng không? Anh Bỗng ăn bao giờ chưa? Ăn rồi. Dạ. Thì trong đây có bột lọc rồi, nhưng mà đâu có mấy cái dạng pate như hồi trước. Dạ. Bánh mì bột lọc, cái bánh bột lọc là chỉ bỏ bánh bột lọc vậy thôi. Dạ, hành, ngò, rau, nước mắm với lại bánh bột, với cái bột lọc vậy thôi, cho nên gọi là bánh mì bột, bánh bột lọc. Chỉ có Đà Nẵng mới có nghề thôi. Ok, vậy coi như là một cái đặc sản của Đà Nẵng các bạn. Thì đây là cái món bánh mì bột lọc. Đấy. À. Hấp dẫn các bạn ha. Đó, dạch qua. Ok, để các bạn thấy là bánh bột lọc để ở trong này. Nhìn cái ổ bánh mì rất là to. Mình cầm lên là các bạn thấy là cái tay mình như ổ bánh mì. Các bạn thấy rồi đó. Ok, và nhân viên vừa mới đem một cái tô bún chả cá Đà Nẵng các bạn. Phải nhấn mạnh Đà Nẵng bởi vì á, gốc là chính gốc Đà Nẵng, người Đà Nẵng nấu và làm ha. Thì để cho các bạn coi là cái bún chả cá Đà Nẵng này có cái gì. Thì đương nhiên là có chả cá rồi chứ lại bún, cho nên mới gọi là bún chả cá. Rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn coi kỹ ha. Đây, chả cá, chả cá chiên, chả cá chiên, còn cái này chả cá hấp. Đó, ở đây thì mình có anh Bỗng là giống như là gọi là người Đà Nẵng chính gốc. Thì anh Đà Nẵng, anh Bỗng sẽ giới thiệu kỹ ha. Cái này thì bắp cải, đây là cái bún ha, bún cộng nhỏ, ok đây các bạn, đây có bí, bí nè, rồi cà. Đó, thì đây là một cái tô bún chả cá chính gốc Đà Nẵng. Ở đây có măng để mà ăn ngon hơn nữa. Dạ, măng, tỏi ớt chanh. Ok, thì để mà ăn cái này ngon thì tour guide anh Bỗng thì giới thiệu cho mình cái tỏi ớt chanh này vô. Thì bỏ vô đây ăn nó mới đúng chất, gọi là Đà Nẵng. Ok, thì có mắm ruốc nữa các bạn. Bỏ vào cái tô này. Ủa, có mắm ruốc nữa. Có. Các bạn, tại vì thực sự là mình là người miền Tây.
mà ăn mấy cái món này mình không biết làm cái gì hết, cho nên đặc biệt phải có tour guide ở đây. Rồi đặc biệt mà các bạn ăn mấy món này mà để đỡ ngán thì phải có rau, mà có bắp chuối nè, rau với lại giá ở đây. Rồi các bạn nào dắt chanh vô nữa, bây giờ mình sẽ bỏ vào cái tô này. Okay. Một cái tô rất là đầy các bạn, tô này là size small. Mà mình không biết tô lớn nữa ra sao, nhưng mà tô small nó là như vậy rồi. Đây size small vậy. Size này size small đó. Tô lớn ra sao ta? Gấp đôi lớn đó. Hơn chút. Lấy hơn chút. Ok các bạn thấy không, tô small mà mình nghĩ không nghĩ nó là small các bạn. Ok bây giờ mình sẽ thử cho các bạn cái nước trước. Yeah. Oh. Yeah. Rất là ngon. Tại vì lúc nãy mình bỏ thêm ớt nữa cho nên nó nồng nồng á. Rất là thơm bạn. Thơm tỏi. Dạ các bạn, nói chung là cái nước lèo rất là ngon. Giờ ăn cái chả cá chiên này. Ok, tại vì bún chả cá mà. Ở đây là chả cá hấp. Đây, đây chả cá hấp các bạn. Cái chả rất là dai và rất là ngon. Ở các bạn mà muốn mà biết mà nó ngon thật sự thế nào thì các bạn tới cái quán chả cá này để mà ăn. Thì bún chả cá Đà Nẵng các bạn nằm trên đại lộ Melle. Đây các bạn thấy cái quang cảnh của cái tiệm trong cái nhà hàng này rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Kế bên là cái quán cà phê Memory. Rồi cà phê Ký Ức, vô đó là các bạn sẽ không quên được, đặc biệt là các bạn trai á, vô đó không quên được. Các bạn muốn biết tại sao không quên được, các bạn đi thử vô quán cà phê Memory. Thì mình có người chú là đi vô đây là cũng nói là không thể quên được cái quán cà phê đó. Dạ cho nên là chú Diệu nín thở nãy giờ tại vì đúng mà vô đó các bạn nói chung là rất là mệt, nhưng mà đi ra của quán cà phê rất là khỏe. Okay. Đặc biệt là các bạn nam nha, bây giờ thử nha, các bạn nam mà tới đại lộ Bel Air ở bên Houston, Texas thì các bạn vô cái quán cà phê đó. Ngoài ra có một số những cái quán cà phê khác nó cũng giống vậy nữa, thì các bạn tới Houston thì sẽ có rất là nhiều những cái để các bạn khám phá. Con xuống đây 10 lần là hết 7 lần vô đây. Cái nước nó không có ngon. Nhờ tour guide đi mới biết chỗ này các bạn. Chứ mà không có thổ địa đi là không biết được. Cái đường cái này là miền Trung đủ luôn. Nhiều chỗ bán. Con nhớ cần cái xương là nó có chè tặng cái xương không? Đây nè. Nó chè heo quay nhớ không? Anh có biết là cầm cái xương rồi nhân viên đem ra mua mắm heo quay. Nói ủa nước chi hơi mắm chưa? Ok các bạn. Cái tô này á mình không nghĩ là nhỏ. Nhưng mà người ta gọi nó là tô nhỏ, không biết sao. Thì đây là cái tô nhỏ nha, cái tô này nhỏ lắm. Nói chung là các bạn bỏ rau này nữa thì rất là nhiều. Ok, thì cái nước lèo rất là ngon, nhưng mà các bạn phải bỏ cái tỏi ớt chanh rồi vô ăn nó có cái nồng lên rất là mới ngon được. Rồi bỏ thêm mấy cái rau cải rồi vô nữa thì cái tô bún sẽ rất là ngon. Và cái nước lèo rất là thanh, dễ ăn các bạn. Cái chả cá thì rất là dai ăn, rất là dai. Thì đây là cái quán bún chả cá Đà Nẵng nằm trên đại lộ Melle. Thì nếu mà bạn nào tới Houston chơi mà có ở gần cái khu vực này, các bạn hãy tới để ăn thử để mà biết cái hợp khẩu vị của mình hay không. Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn thôi, bởi vì mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau. Thì nếu các bạn tới thì các bạn sẽ biết nó có ngon hay không, và các bạn có thể là giới thiệu những người bạn khác của mình hay là dẫn gia đình của mình đi, thì sẽ có một cái nơi nữa để các bạn có thể tới ăn. Right, thì Brian cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của Brian. Nếu các bạn thích video thì các bạn hãy bấm like, và các bạn đừng quên bấm share và subscribe channel Hello Lanta nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye.